đây là khu bờ kênh các bạn. Đó bờ kênh, nhà này view kênh. Thì đó. Cây mưa ngã xuống. Đó. Có ô tô đậu, chủ nhân giàu có, những đại gia giàu có các bạn đậu ô tô luôn mà. Khu đại gia ở. Rồi chúng ta ra đường. Phút nào đường Nguyễn Xí rồi các bạn. Ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh An Giang thông báo đang tiến hành điều tra vụ 3 người trong một gia đình ở ấp Long Phước, xã Âu Long Vĩ, huyện Châu Phú được phát hiện tử vong nghi do điện giật. Theo có bàn tay vẫy đèn pin từ tầng 6 trong vụ cháy kinh hoàng tại đình Công Hạ. Tối ngày 16 tháng 6, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của một người lớn và ba trẻ em. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Thì chúng ta đang trên đường hướng về cầu Bình Triệu. Thì mình sẽ quay cô chú anh chị các bạn xem đường Bùi Đình Tý, trục đường Bùi Đình Tý như thế nào. Thì trước khi đi dạo, mình xin điểm tin nóng hổi ngày hôm nay là hai tin công an điều tra vụ 3 người tử vong ở An Giang và vụ cháy ở Hà Nội. Rồi thì hàng xóm bất tực nhìn thấy những cánh tay vẫy cầu cứu ở tầng 6. 3 người trong gia đình ở An Giang tử vong nghi do điện giật. Ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh An Giang thông báo đang tiến hành điều tra vụ 3 người trong một gia đình ở ấp Long Phước, xã Âu Long Vĩ, huyện Châu Phú được phát hiện tử vong nghi do điện giật. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 6, chị Lê Thị Tuyết Loan, 24 tuổi ra phía sau nhà của ông Ngô Văn Hùng, 51 tuổi, anh chồng của chị, để tìm cháu nhưng không nhận được phản hồi. Khi leo lên nhà, chị Loan phát hiện ông Hùng, con trai ông là Ngô Văn Vũ Linh, 7 tuổi và vợ ông là bà Lê Thị Cúc, 47 tuổi đều đã nằm bất động và tử vong. Chị Loan ngay lập tức báo cáo sự việc cho công an xã Âu Long Vĩ. Vụ việc sau đó được báo cáo lên công an huyện Châu Phú và ban giám đốc công an tỉnh An Giang. Lãnh đạo công an tỉnh đã điều động các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của cả ba nạn nhân là do điện giật. Hiện, công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Có bàn tay vẫy đèn pin từ tầng 6 trong vụ cháy kinh hoàng tại đình Công Hạ. Tối ngày 16 tháng 6, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của một người lớn và ba trẻ em. Khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, tầng 6 của tòa nhà vẫn bùng ngục lửa cháy. Theo anh Trần Văn Đê, người sống cách nhà bị cháy chỉ 3 căn, khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân đã cố gắng xông vào nhà để cứu người. Tuy nhiên, đến tầng 3, họ không thể tiếp tục do lửa và khói dày đặc. Người dân chỉ có thể tri hô và hy vọng có ai đó còn mắc kẹt trên các tầng cao. Khoảng 30 phút sau khi lửa bắt đầu bùng phát, một thanh niên chạy ra từ ngôi nhà hỏi, mẹ em ra chưa? Anh Đê cho biết căn nhà bị cháy là nhà thuộc sở hữu của những người bị nạn. Khi phát hiện cháy, người dân đã nhanh chóng gọi công an và mang xô chậu đến dập lửa. Chị Nguyễn Thị Hát, một người dân sống gần đó, kể lại rằng vào khoảng 6 giờ 15 phút, chị thấy một bàn tay đưa ra từ tầng 6 cùng ánh đèn pin vẫy để kêu cứu. Tôi rất lo lắng, chỉ mong có phép màu xảy ra. Chị Hát nói trong sự tuyệt vọng khi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Ngôi nhà bị cháy kinh doanh đồ điện và vật liệu xây dựng. Từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. Vụ cháy xảy ra vào lúc 18 giờ 22 phút và được lực lượng chức năng nhận tin báo ngay sau đó. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đến 19 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và hoàn toàn dập tắt vào lúc 20 giờ. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 4 thi thể mắc kẹt trong nhà, gồm 3 anh em H, sinh năm 1971 và 3 cháu nhỏ NDDS, sinh năm 2013, NTA, sinh năm 2018 và NDK, sinh năm 2022. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt đầu bùng phát mạnh ở tầng 5, khiến cho khói đen đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà. Dù đã có sự tham
tham gia cứu hỏa rất đông của các anh bộ đội từ doanh trại gần đó, nhưng thiết kế của ngôi nhà và khói dày đặc đã khiến việc tiếp cận tầng trên trở nên vô cùng khó khăn. Sự việc đau lòng này là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các khu dân cư và nhà ở kết hợp kinh doanh. Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Không tua lại. Rồi mình đi tới tiếp tục đi. Vào đường Bùi Đình Tý các bạn. Bùi Đình Tý thì mục đích trong ba là mình đi dọc tuyến đường Bùi Đình Tý, khám phá những con đường trong hẻm Bùi Đình Tý. Và diễn chúc sân vườn rồi mình quẹo phải vào đường Bùi Đình Tý các bạn, mình khám phá những con đường xung quanh nha. Phải mà đây là Bùi Đình Tý đây các bạn, nhà cho thuê nè, cho thuê nhà chính chủ. Rồi đây cầu Bùi Đình Tý, đây có hẻm xung quanh, con đường xung quanh các bạn, ăn uống rồi mua sắm cũng cửa hàng đầy đủ. Đây các con hẻm xung quanh Bùi Đình Tý. Mình đi dọc trong đường này đi, rồi mình đi phía trong có cái đường đi tới chùa Long Vân á, phía trong Bùi Đình Tý. Bún bò bún mưa xa xíu rồi chục đường lớn này xem phía trong thế nào, có ăn đầy đủ luôn. Hẻm 20 nha, hẻm 20 Bùi Đình Tý. Khu này hẻm này hẻm kia cũng thông qua, nó ô tô đậu à. Muốn đi đường Chu Văn An à, còn hẻm trong đường Bùi Đình Tý à, này đi hẻm rồi cho mọi người xem. Hẻm này cũng tương tới các bạn, thấy hẻm 122 không? Ô tô vô được sạch sẽ chứ không có nói nổi các bạn, hẻm cũng sạch sẽ, trán nhựa đàng hoàng ha. Quay qua đây đi, hẻm 122 Bùi Đình Tý. Ở đây có vẻ bờ kênh hay sao, thấy có cái kè. Đây là khu bờ kênh các bạn. Đó bờ kênh, nhà này view kênh.
gì đó. Cây mưa ngã xuống đó. Có ô tô đậu, chủ nhân giàu có, những cây ghe giàu có, bạn đủ ô tô luôn mà. Khu để ra ở. Rồi chúng ta ra đường, phút này đường Nguyễn Xí rồi các bạn. Học viện hành chính quốc gia nè. Đó, khung đèn ở đường nãy mình đi rồi á. Học viện hành chính quốc gia. Thì mình có quay clip đi từ Trung An nè. Trung An tới Vạn Phúc City rồi á. Cô chú anh chị các bạn xem á. Ở vòng 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 rồi mình giờ mình vòng lại được một tí đi. Mình vòng lại đường Trung An á. Vòng lại một tí mình đi ra khoảng đầu đường, xong mình vòng lại nữa là mình đi vô khu vực chùa Long Vân. Đây có cái đường chắc năm ba được Quỳnh Tý đây. Cái đường phía trước là vừa các bạn. Đường số 4. Đường số 4 này dẫn đi đâu ta? Đây một kênh, một kênh. Đây có cái trường học nè. Như có đường cũng lạ, mình cũng không biết đâu ha. Đường trường Lê Văn Tám nè, ngày xưa là nằm kế bên trường Nguyễn Đình Chiểu á, xong rồi bây giờ trả lại cho trường Nguyễn Đình Chiểu, bây giờ trường Lê Văn Tám ở đây. Này cũng mát ha, cây xanh đậm bốn mát. Dọc theo con kênh đó, chúng ta quẹo ở đây rồi. Chắc là được Bùi Đình Tý đó, mình đi vòng vòng con đường trong trong hẻm á, đi đường lớn giờ mình khám phá được trong hẻm. Ra cầu Bùi Đình Tý lại à. Có vui chó đang chơi giỡn phía trước à, cái kè đường này ra, không ra đường Trung An nãy mình có đi á. Rồi cái đường bên phải là mình mới đi á, để ra chùa, ra Trung An. Bên đây là Tịnh Xá Ngọc Đại, Ngọc Đăng, mình quay vô Tịnh Xá rồi. Đường trong đây thế nào? Đây có hàng đồ đường. Đây ủy ban nhân phường bên phải à, ủy ban nhân phường. Cà phê
bờ cà phê. À, cũng thông ra những con đường ngày nãy các bạn, thông ra con đường đâm ra đường Chu Văn An như nãy mình đi á. À, đường khác đó, nãy là đường kết nối với nhau, đây là đường nội khu luôn à, không biết có thông ra được không hay phải hoàn tại. Đây có một con đường các bạn, vừa ra rồi, đây cũng vừa ra rồi, người dân vừa ra à, có cái đường phía trước. Có con đường nhỏ phía trước. Đây hẻm 160. Hẻm 160 Bùi Đình Tý. Rồi, thôi mình ra chỗ này. Tiếp tục mà mình đi thẳng tới chùa Long Vân đi. Đi vòng ra bên có hẻm chợ bên kia. Kia có hẻm chợ dẫn tới chùa Long Vân. Thì gặp các bạn, cà phê gặp cũng là chuỗi luôn các bạn, giờ cà phê chuỗi nhiều lắm, ngoài những cái chuỗi mới lạnh này có những cái chuỗi gọi là cà phê sân vườn đó, mà cà phê cốc quá cũng nhiều lắm. Cà phê không mới lạnh các bạn thì phải trồng cây rợp bóng mát thì người dân uống mát, khỏi còn phải đầu tư tiền làm phòng mới lạnh hoặc là phải cái bạt che thế nào đó. Thì mình đi con đường phía dưới cầu nha, mình phải nha, đúng bộ quế ô bé nè, mình phải đi, mình phải con đường bên phải. Đây hẻm xe hơi không ô tô luôn rồi các bạn. Ở chỗ này làm than nè, các bạn thấy lò cái bụi than này. Đây đi, đi. Đó, những con đường hẻm lớn nè, vì cái nhà bỏ trống các bạn, ổn ghê luôn. Đây biệt thự sân vườn đây, khu này mà thấy biệt thự sân vườn rất là ngon. Cái đường này là song song cái đường Bùi Đình Tý á. Thank you.
đường đi thẳng nè, đi thẳng tới chùa Long Vân. Mình hết đường này đi là mình vòng lại mình đi với cái đường đó, những con hẻm mà bây giờ nay mình khám phá đường Bùi Hành Tý và những con hẻm dọc theo đường Bùi Hành Tý. Cũng khang trang sạch sẽ mà dự án công trình xây dựng à, thấy cũng ngoài trời vắng rồi à. Rửa xe giặt sấy khu dân cư. Hẻm này thì xe ô tô chưa được, hẻm ô tô hồi vô hơi khó rồi. Và thấy xe ô tô đậu vô khó rồi, ví dụ như xe máy họ đậu thì mình bây giờ vô xíu đó, vậy là hẻm ô tô đó, ha. Thì hẻm ô tô giá là cao 7-8 tỷ căn nhà phố mặt tiền mới đi cho hẻm ở các bạn. Nhớ mình đi quay dí theo mình ngày chó sổ ớ luôn. Đây những cái nhà bình yên, nhà cũ kỹ, cây mọc um tùm nhưng mà nhìn rất là hoài cổ. Đó, những cái mộng giấy nhìn rất hoài cổ, những cái biệt thự cũ cũ đó mà. Đây xóm láng giềng bình yên ha. Khu dân cư không có buôn bán, khu này trong đây cũng không buôn bán. Hoài cổ cũng có những nhà phố cao cao, họ có tiền xe lại. Khu phòng trọ nè, khu nội thất tiện nghi tuyệt đối rồi. Đây. Mình vòng lại đường hồi nãy rồi. Đó, vòng lại đường Bùi Hành Tý này, khu này cho thuê phòng trọ nhiều. Thì sau những cái vụ mà cháy những căn hộ phòng trọ Hà Nội đó các bạn, thì bây giờ quy định phòng cháy chữa cháy cũng rất là nghiêm để tránh thiệt hại tính mạng của người dân. Đây, đi thẳng tới chùa Long Vân rồi mình ra tới đường Bạch Đằng á, Bạch Đằng quận Bình Thạnh á, chùa cũng sang trọng quá ha, rồi mình đẹp đẹp và sang trọng, đắp phù điêu mặt tiền, chùa gỗ, tổng bằng gỗ. Cái cầu nhỏ nhỏ xung quanh rồi, hai bên là những cái nhà ở bên kênh rạch đây cũng rác rưới đầy nhóm luôn, biết chừng nào rồi mình đi tới chợ. À, chợ này thẳng tới đường Bạch Đằng, hẻm chợ. Tiện ha, đường đường nhỏ mà tiện, dù giờ có điểm mình đi á từ Bạch Đằng á mình vô đây đi này, chứ mình đi đường kia sao kẹt xe đó, đi xuống cái tỉnh rồi quẹo vô sao vô tỉnh này sợ phải vòng lại đưa đi mùa lĩnh đó, chỗ bánh trên đông đó quẹo lại qua một tí xa thì vô tỉnh đường Bạch Đằng. Rồi chúng ta đi thẳng tới đại Bà Chiểu, chúng ta hết lộ trình ngày hôm nay.
nay thì cái đường Bình Đằng này rất là đỡ ùn xe. Thường ngày nhà thường á là hay ùn xe chỗ mà kẹt xe cái chỗ mà cái đường lên mùa lĩnh đi lên đó mà. Đây là con trên. Phía dưới chúng ta là đường Phan Chu Trinh. Xác quận Bình Thạnh quá ha. Đây những khu nhà cũ xung quanh đường Bạch Đằng của Bình Thạnh. Xe khách các bạn, biển số vàng là xe khách. Rồi chúng ta tới ngã tư Phú Nhuận rồi các bạn, tới chợ Bà Chiểu rồi, trường học Nguyễn Đình Chiểu, Lăng ông Bà Chiểu. Rồi mình bên trái mình đi Lê Văn Việt mình về. Sao đèn đỏ bị gì vậy? Đèn bị hư tín hiệu hay sao mà xanh đỏ cũng không biết được. Đây trường Trương Công Định. Rồi thì lộ trình ngày hôm nay của kênh Sài Gòn Đẹp Lắm là mình đi khám phá đường Bùi Đình Tý, trục đường Bùi Đình Tý và những con hẻm xung quanh đường Bùi Đình Tý. Rồi mình vòng ra đường Bạch Đằng ha. Lộ trình ngày hôm nay của kênh Sài Gòn Đẹp Lắm đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Xin chào tạm biệt.